Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Clickbait Channel. Trong video lần trước thì mình cũng đã có nói là cái công nghệ 5G tại thời điểm hiện nay nó không phải là quá quan trọng và nó không phải là một cái yếu tố quyết định khi các bạn mà mua một chiếc smartphone. Vậy thì trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ đến cho các bạn những chiếc điện thoại 5G mà mình cảm thấy các bạn không nên mua ở thời điểm này. Và lý do vì sao thì các bạn hãy xem video nhé. Và nếu như các bạn đã quan tâm tới bất kỳ chiếc smartphone nào thì có thể tìm hiểu tại Clickbait thông qua đường link mình để bên dưới phần mô tả của video. Và chiếc máy đầu tiên trong danh sách này đó chính là chiếc Redmi Note 10 5G. Và chiếc máy này thì chúng ta sẽ có ở đây là một màn hình có kích thước là 6,5 inch, tấm nền là IPS LCD, độ phân giải là Full HD cộng. Và chúng ta cũng sẽ có tần số quét màn hình là 90Hz. Về phần camera thì chúng ta sẽ có một cụm 3 camera, gồm một camera chính có độ phân giải là 48MP, một cảm biến macro độ phân giải là 2MP và một cảm biến đo độ sâu có độ phân giải là 2MP. Và nếu đem so sánh chiếc Redmi Note 10 5G này với chiếc Redmi Note 10 thường thì các bạn sẽ thấy ngay sự khác biệt. Khi chiếc Redmi Note 10 thường thì chúng ta sẽ có màn hình là Super AMOLED. Và cụm camera trên chiếc Redmi Note 10 thường thì cũng có thêm được một cảm biến siêu rộng có độ phân giải là 8MP so với là chiếc Redmi Note 10 5G. Về phần con chip thì Redmi Note 10 5G cũng hơn khi được trang bị con chip là Snapdragon 678. Đó các bạn có thể thấy là vì một cái 5G mà đánh đổi khá là nhiều thứ mình nghĩ là nó không đáng. Bởi vì 5G ở thời điểm hiện nay thì nó không quá là hữu dụng cũng như là nó cũng không phổ biến. Nên là các bạn hoàn toàn có thể bỏ qua. Ví dụ như là nếu là mình thì mình sẽ chọn chiếc Redmi Note 10 chứ không bao giờ chọn chiếc Redmi Note 10 5G. Và chiếc Redmi Note 10 5G thì đang được bán tại Clickbait với mức giá là hơn 5 triệu đồng. Và tiếp theo, chiếc máy thứ hai trong danh sách này đó chính là một sản phẩm đến từ nhà Samsung cũng được ra mắt trong một khoảng thời gian cũng gần đây thôi. Đó chính là chiếc Samsung Galaxy A22 5G. Và với chiếc máy này thì chúng ta sẽ có màn hình có kích thước là 6,6 inch, tấm nền là TFT và độ phân giải là Full HD Plus. Và chúng ta cũng sẽ có tần số quét màn hình là 90Hz. Và cấu hình của chiếc Samsung Galaxy A22 5G này thì chúng ta cũng sẽ là con chip Dimensity 700. Và theo suy nghĩ của mình đi, nếu mà Samsung bỏ đi cái công nghệ 5G và thay thế vào cho mình là một tấm nền Super AMOLED cộng thêm với là nâng cấp một chút về mặt con chip thì mình sẽ thích hơn, cũng như là những cái trải nghiệm trên chiếc máy này sẽ hoàn thiện hơn khá là nhiều. Sẵn đang nói về con chip thì con chip Dimensity 700 ở thời điểm hiện nay thì ok, nó vẫn có thể sử dụng hoàn toàn là mượt mà đối với những cái tác vụ cơ bản thông thường. Còn đối với những cái tác vụ nặng cũng như là chơi game thì con chip này sẽ hơi bị đuối một chút. Đó nên là mình nghĩ là nếu như bỏ cái 5G đi và nâng cấp con chip lên một chút thì những cái trải nghiệm như chiếc điện thoại này sẽ hoàn thiện hơn, sẽ tuyệt vời hơn khá là nhiều. Và chiếc máy cuối cùng có trong danh sách này đó chính là chiếc Realme 8 5G. Và chiếc máy này thì cũng được chạy con chip là Dimensity 700. Và con chip Dimensity 700 ở thời điểm hiện nay nó đã không phải là một con chip quá mạnh mẽ. Nếu như mà mình không muốn nói, nó chỉ là một con chip tầm trung và khá là yếu. Nếu các bạn thử nghĩ xem, tầm từ 2 tới 3 năm nữa, khi mà mạng 5G nó bắt đầu thông dụng rồi thì con chip này tới khi đó nó đã không thể nào đáp ứng được cho những cái nhu cầu sử dụng của các bạn nữa rồi. Nên là mình nghĩ các bạn hãy bỏ qua cái yếu tố 5G này đi và lựa chọn những con máy có được những cái trải nghiệm tốt nhất ở thời điểm hiện nay, tốt hơn những con máy 5G khá là nhiều. Tổng kết lại thì mình vẫn khuyên các bạn một câu rằng đừng nên mua những chiếc máy 5G giá rẻ tại thời điểm hiện nay vì nó không quá thực sự là cần thiết. Các bạn chỉ cần đợi tới 2-3 năm nữa khi mà mạng 5G trở nên thông dụng rồi thì các bạn sẽ có được nhiều sự lựa chọn hơn. Còn các bạn nghĩ sao về những chiếc máy trên? Hãy để lại comment ý kiến cá nhân của mình ở bên dưới phần bình luận. Đừng quên like, share và subscribe kênh YouTube của Clickbait. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.